chứng nhân là những người trẻ rất là dễ thương con. Dạ con kính chào cha, con chào cộng đoàn, con tên là Maria Đặng Thị Huyền ạ. Dạ con 32 tuổi, con ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ở Sài Gòn có gì lạ không em? Dạ con lấy chồng ở đây ạ. Dạ. Lấy chồng ở đâu? Dạ chồng con ở bên quận 1 ạ. Dạ. Dạ hôm nay con tới giáo điểm tin mừng này cũng nhiều lần rồi để nên làm chứng cho lòng thương xót Chúa, nhưng mà con tới nhiều lần nhưng mà Chúa chưa có cho lên. Dạ hôm nay Chúa mới cho con lên làm chứng ạ. Dạ ba của bố của con là bị bố của con bị ung thư gan từ năm 2012 ạ. Tới bây giờ và bố con bị rất là nhiều bệnh, bị cả thoái hóa khớp chân với lại bị xơ gan nữa. Thì từ lúc tháng 10 năm 2017, lúc đó là con về đám cưới em của con, thì lúc đó con về là bố con là chỉ có uống rượu thôi, không có ăn cơm cháo gì hết á. Rồi từ em trai của con mới lấy điện thoại của bố con mới nhắn tin cho cha, rồi nhờ cha và cộng đoàn cầu xin lòng thương xót Chúa. Rồi cha có nhắn tin lại, rồi tới hiện tại bây giờ thì đầu năm 2018 này bố con có đi vào trong lòng thương xót Chúa. Mỗi lần ở nhà đứng lên ngồi xuống thì chân rất là đau, nhưng mà khi mà đi lên lòng thương xót Chúa thì bố đi rất là nhanh ạ. Với lại lúc trước ở nhà thì bố con nó cứ 3-4 ngày là phải đi hút dịch, nhưng mà hiện tại từ Tết đến giờ thì không phải đi hút dịch nữa. Đi chụp chiếu ở bệnh viện Hòa Hảo thì người ta bảo là gan của bố con không có bị làm sao. Hallelujah. Còn rượu? Dạ rượu thì bố con nghe đài rất là nhiều, sáng trưa chiều tối lúc nào cũng nghe. Mà lúc trước uống rượu suốt ngày mà hay đánh chửi mẹ con, hiện tại thì hầu như là đã bỏ được rượu hoàn toàn rồi ạ. Hallelujah. Ông bố uống rượu với đánh đập mẹ con và là bao nhiêu năm? Dạ hiện mới lúc chửi thì dạ uống rượu từ lúc mà con sinh ra, con lớn lên con biết thì đã uống rồi ạ. Nay con bao nhiêu? Dạ năm nay con 32 tuổi ạ. Từ lúc sinh ra mà cho tới giờ nó 32 tuổi, 30 năm trời, cứ tính là 30 năm bố uống rượu thay cho nước, cho nên gan nó mới bị như thế. Và rượu vào thì lời ra, và lời ra thì thượng chẳng chân hạ chẳng tay là chuyện bình thường. Rất nhiều bà vợ và con cái trong nhà đã gặp những người cha, người chồng vũ phu đánh đập như vậy. Hằng ngày tôi nhận được nhiều cái tin nhắn, nhiều cái điện thoại nói ơi, có khi 1 giờ sáng, có khi 12 giờ đêm chơi cầu cho bố con uống rượu vào đang đánh đập mẹ con, đang đuổi chúng con đang ở ngoài đường. Chơi chúng con đang trốn ở dưới chuồng heo vì bố con đang xích dao đòi chém chúng con. Rượu vào đi về là cứ như thế, mất hết tính người thì anh chị em. Cho nên cái ơn lớn không phải là ơn cho bố khỏi bệnh gan, khỏi bệnh ung thư, mà cái ơn lớn là bố đã trở lại là một con người đúng nghĩa, một con cái của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần đã tẩy rửa sạch cái bậc rượu trong người của ông ấy, đã tẩy rửa sạch cái tính vũ phu trong người ông ấy để biết quay về với Chúa, yêu thương vợ con và xa tránh những thói hư tật xấu. Ở gì kế tiếp con? Dạ. Dạ. Còn con? Con cảm nhận được lòng thương xót như thế nào mà con biết? Dạ, con cảm nhận được nữa là nghĩa là bố con từ khi nghe được cái đài đó là bố con là giống như là có những cái thói hư tật xấu hay là cái gì đó là bố con từ từ đã bỏ hết rồi. Dạ. Hallelujah. Con có máy nghe giảng chưa? Đây cho tăng cường cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để con biết lần Chúa lòng Chúa thương xót nha. Cố đẹp.